Phút bù giờ đầu tiên của trận đấu Viettel gặp Hà Nội, tỷ số đang là 2-0. Hà Nội có một cơ hội phản công bên cánh phải, Văn Kiên đang băng lên nhanh như một chiếc xe công thức 1. Nhưng phía trước anh là một chiếc container mang tên Quế Ngọc Hải. Đâm nhau rồi. Văn Kiên, người hiền đã nổi nóng thì tức là pha bóng của Quế Ngọc Hải rõ ràng là có vấn đề. Quý vị đang cùng theo dõi chương trình bình luận thể thao. Như vậy chúng ta có thể thấy là chiếc máy cắt cỏ đã trở lại. Suốt mấy tháng trời đeo băng thủ quân đội tuyển quốc gia đã phải kiềm chế rồi. Bây giờ Quế Ngọc Hải vẫn nhớ rằng là mình còn có chiếc gầm giày. Anh đi loại giày gì vậy nào? Chúng ta hãy cùng phân tích đế giày của Hải, nhưng là với bản photo trực tiếp trên ống đồng của Văn Kiên. Hãy nhìn bốn vết đinh còn in trên ống đồng bên phải của Văn Kiên. Đây có thể là hai hàng đinh trong mẫu giày Nike Tempo mới nhất. Khoảng cách giữa các đinh cho thấy đây là một đôi giày cỡ tối thiểu cũng phải là 42. Vết đinh nằm khá cao lên phía đầu gối và có vết mờ dần, chứng tỏ là pha vào bóng khéo léo, đi ra ngoài phần có bịt ống quyển bảo vệ và va chạm không phải là trực diện. Cái khéo léo nữa là cả hai chân của Văn Kiên đều có vết đinh giày ở một vị trí hết sức cân đối. Vết bên chân trái thì sâu hơn, có thể là đinh từ gót giày. Phân tích như chuyện kiếm hiệp thì nhìn vào vết thương để lại, đoán được ngay cao thủ võ lâm đã dùng tuyệt chiêu gì. Nhưng chỉ chiết Ngọc Hải thế là đủ, có lẽ chúng ta cũng không nặng nề với anh ta đến như vậy nếu như trước đây chưa từng có cú vào bóng với anh Khoa. Hoặc có lẽ chúng ta cũng sẽ không có đoạn phân tích như vừa rồi nếu đó là một pha bóng quyết liệt của Quế Ngọc Hải để bảo vệ khung thành của đội tuyển quốc gia. Hãy nhìn lại pha bóng này từ cách mà nó diễn ra hơn là từ chấn thương mà nó gây ra, và nhìn vào nó như một phần quyết liệt trong một trận cầu đinh của vòng đấu này. Văn Kiên, một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay, đến phút cuối vẫn còn rất sung sức. Anh cố gắng theo một đường bóng hơi dài và quyết định xoài cả hai chân để cứu bóng. Ở một góc gần như là 90 độ, Quế Ngọc Hải nhận thấy đối phương đã ra lực mạnh. Nếu anh cũng vào, xoạc hết cỡ để chạm bóng trước, thì bóng có thể sẽ theo chân anh ra biên. Nhưng khi đó, chính Quế Ngọc Hải mới là người rời sân trên cáng. Quế Ngọc Hải đã chọn cách an toàn cho chính mình, dùng gầm giày đạp vào trái bóng, và pha quay siêu chậm của chúng tôi cho thấy gầm giày của Quế Ngọc Hải cũng chạm vào bóng thật. Và nếu bất cứ một phần nào trên đôi chân của Văn Kiên đến tiếp theo thì cũng đã có chiếc gầm giày tiếp đón. Đó là một pha bóng thô bạo, xứng đáng một thẻ đỏ như thắc mắc của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Tình huống đấy là tình huống rất gì là nặng, nếu mình sân chấn thương rất gì là nặng. Thì tôi nghĩ rằng nếu cái tình huống đấy chúng ta cũng phải rút thẻ đỏ. Một pha bóng thô bạo nhưng không quá hiếm gặp, nó thể hiện rõ bản chất của những trận đấu quyết liệt. Hai bên dè chừng nhau từng đường bóng, và anh nào vào bóng chân thành quá thì rất dễ bị thiệt. Mà đối phương thì không ngần ngại trừng phạt sự chân thành đó bằng những gì xương sầu nhất như là đế giày hay là cù trỏ. Hãy xem một vài pha bóng khác trong trận đấu này để thấy minh chứng của chúng tôi. Hãy xem lại pha vào bóng mà Samson đã nhận một thẻ vàng để thấy tính chất không khoan nhượng của một trận cầu đinh. Bóng lơ lửng trên không, tiền đạo câu lạc bộ Hà Nội có lợi thế về khoảng cách, trong khi Bùi Tiến Dũng của câu lạc bộ Viettel lại băng vào rất nhanh. Samson quá kinh nghiệm với những tình huống kiểu này. Đầu anh ta hướng tới trái bóng, còn toàn bộ phần hông nhấc lên cao hướng về phía đối phương với tốc độ cao nhất. Khi mà Tiến Dũng nhận ra thì đã muộn. Rất may, chút giảm tốc cuối cùng khiến anh không quá đau đớn. Tranh chấp bóng bổng mà mình ở thế yếu thì phải đề phòng, nhất là trong thế quay lưng. Tình huống thẻ đỏ của Văn Quyết là điển hình. Hiệp 1, Nguyễn Văn Quyết đã phải nhận một thẻ vàng, và bây giờ là một thẻ đỏ trực tiếp. Tình huống vừa rồi, khi đã quyết định hơi xoay người để đón bóng bổng, Văn Quyết hiểu rằng hậu vệ đối phương cao to hơn có thể sẽ vào rất mạnh. Cánh tay lập tức được nhấc cao như một tấm lá chắn và là một cái bẫy cho những đối phương ác ý. Nhưng hậu vệ Đức Chiến của Viettel lại vào bóng khá chân thành với người đàn anh. Cù trỏ của Văn Quyết hầu như không làm đau đối thủ, nhưng động tác cài đã phản lại anh. Văn Quyết đen nên anh nhận thẻ đỏ. Trong trận đấu còn rất nhiều những pha tranh chấp 50-50 khác như của Oseni ở cuối trận. Chúng ta có thể thấy là không ai tiếp đón ai bằng những phần mềm mại của cơ thể trên sân cỏ cả. Tùy thuộc vào tỷ số, tùy vào thế trận và tình huống mà ai sẽ phải liều hơn ai để chịu đau mà thôi. Chúng tôi luôn lên án bóng đá bạo lực, và với Quế Ngọc Hải thì thực sự nghĩ rằng anh nên kiềm chế và chừng mực như những gì mà chúng ta vẫn thấy trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nhưng mặt khác thì cũng hiểu rằng là bóng đá không phải là Aikido, không phải là một môn thể thao lấy nhu thắng cương. Bóng 50-50 ở giữa, cả hai lao vào nhau, sau đó nhận thấy có thể xảy ra va chạm, bèn phanh lại và lướt qua nhau nở một nụ cười thân thiện. Không có như vậy đâu.
Quyết liệt, không ác ý là một phần tạo nên sự hấp dẫn của cuộc chơi và mỗi cầu thủ ra sân đều được trang bị kỹ năng và kinh nghiệm để lấy ra dùng khi cần đến.